Tính từ 16 giờ ngày 10 tháng 1 đến 16 giờ ngày 11 tháng 1, cả nước ghi nhận 16.035 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh thành phố. Các tỉnh thành phố ghi nhận nhiều ca bệnh là Hà Nội 2.884 ca, Khánh Hòa 782 ca, Cà Mau 762 ca, Bình Định 671 ca. Tại tỉnh Phú Thọ từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 11 tháng 1 ghi nhận 104 ca mắc Covid-19 mới. Cụ thể tại huyện Lâm Thao 29 ca, huyện Thanh Sơn 16 ca, thành phố Việt Trì 11 ca, huyện Tam Nông 10 ca, huyện Cẩm Khê 8 ca, huyện Điên Lập 6 ca, huyện Tân Sơn 6 ca, thị xã Phú Thọ 5 ca, huyện Thanh Thủy 4 ca, huyện Hạ Hòa 3 ca, huyện Thanh Ba 3 ca, huyện Phú Ninh 3 ca. Trong các ca mắc COVID-19 mới, 19 trường hợp trở về từ Hà Nội, Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh đã được địa phương cách ly quản lý. 48 trường hợp từ S1 hoặc trong vùng cách ly phong tỏa đã được quản lý, 37 trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba ghi nhận ca bệnh đầu tiên. Như vậy trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 mới, số bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện trong ngày 104 ca. Đánh giá cấp độ dịch toàn tỉnh ở cấp độ 1, cấp huyện, huyện Thanh Thủy ở cấp độ 2, 12 trên 13 huyện thị thành ở cấp độ 1.